Có bao giờ bạn cảm thấy bị dòng đời đưa đẩy không? Suốt ngày cứ bị cuốn theo những việc không quan trọng mà cũng chẳng mang lại niềm vui. Mấy chục năm qua, mình đã trải qua cái cảm giác này rồi. Nhưng mà mình đã vượt qua được nhờ hai cái bí kíp như sau. Cái thứ nhất ý, là phải có cái lịch. Tối hôm nay mình đọc, mình đã biết được ngày mai mình phải làm gì. Thậm chí tuần này mình biết tuần sau phải làm gì. Tháng này mình biết tháng sau phải làm gì. Mình phải rõ ràng mọi việc thì mình mới đi trước được. Và chính vì như vậy, mình mới phân bổ được thời gian, năng lượng, cảm xúc. Mình hoàn toàn chủ động trong cuộc sống và không bao giờ cảm thấy bị bất lực. Cái bí kíp thứ hai đó là ngay cả những cái thời gian rảnh rỗi của cá nhân mình cũng nên lên lịch. Ví dụ như mình á, mình có cái lịch đó là đi học nhảy, đó là sở thích cá nhân của mình. Hay là thời gian dành cho vấn đề massage mặt, massage body, chăm sóc sức khỏe của bản thân. Hay là những cái buổi hẹn á, đi ăn cơm chung với gia đình, với những anh chị em trong nhà, với con gái, với cháu ngoại. Hay là thời gian đi uống cà phê với các chị em trong các câu lạc bộ nhảy của mình. Còn nếu như cái lúc rảnh rỗi mà mình cứ buông xuôi đó thì thời gian qua rất nhanh và mình cũng không cảm thấy làm được cái việc gì có ích cả. Cuối cùng lại, lúc đầu mình nghĩ cái việc lên lịch cho công việc và cuộc sống nó rất là đơn điệu, nó rất là nhàm chán. Nhưng mà thực ra nó chính là nghệ thuật giúp mình đó có được cái sự hạnh phúc trong từng khoảnh khắc và với nụ cười luôn nở trên môi.